Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Trước khi đến với phần dự báo chi tiết, mời quý vị cùng đến với tin dự báo nắng nóng tỉnh Lai Châu. Ngày hôm qua ngày 25 tháng 4, tỉnh Lai Châu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày quan trắc được tại Mường Tè là 36,8 độ, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 51 đến 61%. Trưa ngày 26 tháng 4 thì nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến là từ 34,7 đến 36,9 độ và độ ẩm phổ biến từ 23 đến 31%. Dự báo từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 4, tỉnh Lai Châu tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt tại vùng thấp các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên và thành phố Lai Châu. Nhiệt độ cao nhất trong đợt tại các nơi vùng thấp phổ biến là từ 37 đến 39 độ. Độ ẩm thấp nhất trong đợt phổ biến từ 20 đến 25%. Cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 1 tháng 5. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp độ 1. Còn bây giờ xin được chuyển sang phần dự báo chi tiết. Trời có mây, ngày nắng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ là từ 22 đến 39 độ, vùng núi cao là từ 20 đến 29 độ, độ ẩm từ 18 đến 95%. Cụ thể tại khu vực thành phố Lai Châu thì nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 36 độ và độ ẩm là từ 35 đến 95%. Mường Tè thì nhiệt độ là từ 22 đến 39 độ, độ ẩm từ 25 đến 95%. Khu vực Sìn Hồ nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm từ 35 đến 95%. Tại Than Uyên thì nhiệt độ là từ 23 đến 38 độ, độ ẩm từ 18 đến 95%. Khu vực Nậm Nhùn nhiệt độ từ 22 đến 39 độ, độ ẩm từ 25 đến 95%. Tam Đường nhiệt độ là từ 23 đến 38 độ, độ ẩm là từ 18 đến 95%. Khu vực Tân Uyên thì nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 38 độ và độ ẩm là từ 18 đến 95%. Cuối cùng là tại huyện Phong Thổ nhiệt độ từ 22 đến 39 độ và độ ẩm ở đây chỉ từ 25 đến 95%. Vâng, trên đây là thông tin dự báo và cảnh báo thời tiết đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.